tiếc và sót cho em nó quá các bác ơi. Hôm trước em có quay test cho quý vị đôi loa này ngoài sân vườn nhé. Thế là lúc khi bê anh em bê vào đây, nó va cho một phát vào tường luôn này, các bác nhìn chưa đấy. Đôi loa này em test và giới thiệu trên cho các bác đấy, nó gọi là một chút cớn phía góc kìa. Cái chỗ đấy thì có thể dán tem bảo hành vào cái nó lấp, nó kín luôn. Còn đâu là cái chấm bên này này, căng này kín không nói đấy. Đôi này trên kênh thì có giới thiệu cho các bác đấy, đôi này trên kênh là mức giá là 9 triệu 6, 9 triệu 6 thôi. Do nó bị cớn một chút đấy thì để cho các bác giảm cho bác 1 triệu 6 đi, còn 8 triệu bác nhé. Bác nào lấy và cho em 7 triệu 9 thì cho nó thần tài đi. Đôi này thì phải nói luôn là bao chất bao phê luôn, nặng trịch, nặng như cuối đá. Đôi này em đã test ngoài trời cho bác rồi đấy, test ở ngoài chỗ bể cá đấy, nước chảy róc rách như thế và tiếng bass rất sâu và rất nặng. Hay con này chưa hay bây giờ bớt cho bác 1,7 triệu, còn 7,9 triệu đang 9,6 triệu do cớn kia. Xuống em sẽ quay gần lại cho bác. Đôi loa này có tổng công suất của đôi loa này là 500 W, 500 W chứ không ít các bác ạ, cực kỳ là nặng, cực kỳ là nặng. Đây nếu mà nhìn hình thức thực của nó phải vào tim tí nữa, ngoài tầm này mới thực đấy. Đây còn em đẩy xa ra kia nên nhìn các cảm giác là nó bé đấy, được chưa? Nhưng muốn đẩy ra một chút để cho mình khi mình đi di chuyển ấy, nó đỡ bị lóa, nó đỡ bị lóa là cái nó đỡ bị rung màn hình đấy. Đó là siêu đẹp cho các bác luôn, được chưa? À, 9 triệu 6 do nó bị ở đây đây đi bê vào đây, bê dính cớn này góc này đây một tí, cái chỗ này thì dán cái tem bảo hành vào đây, dán tem vào đây là hết, dán đây cũng hết rồi đấy. Giảm cho bác 9 triệu 6 thì còn 7 triệu 9 nhá, giảm cho bác 1,7 triệu cho nó sướng, còn 7 triệu 9 rồi này, sang tên cho bác luôn. Những cái chỗ đề điểm đấy, những cái điểm đấy thì các bác có thể tạo hoặc là về. Ví dụ như theo phong cách trang trí của mỗi bác, khi các bác về bác lại làm cho hai cái ke gì đẹp, ke đây và cái thì nó tự nhiên nó bịt mất, thì chả thấy đâu, nó bên cạnh ke đây, nó gọi là trang trí. Tùy mỗi người tạo một cái điểm nhấn riêng cho từng đôi loa thì tự nhiên nó sẽ lấp mất cái góc ấy thôi mà, không có sao cả đấy. Để cho bác 7 triệu 9 ạ. Em nó đang trên kênh có bản test ở trên đấy rất là nhiều rồi, đang trên kênh cho các bác là mức giá của trên kênh là 9 triệu 6. Con này đây, con này là con T8013, T8013 này, độ nhạy là 90 dB. Công suất em báo lại công suất nhá, lúc nãy báo sai công suất. Công suất là 200 W một loa, trở kháng 5 ohm. Một đôi này là 400 W chứ không phải là 250, 400 W đôi này. Hai cầu đánh bi quay luôn. Design hay design gì đây bác, đấy. Cực kỳ là nặng luôn. Mua đây. Đôi này đánh bát ở ngoài trời, ngoài chỗ bể cá mà đánh, các bác nghe chất bát còn quá dày luôn, không nói gì đấy. Giảm cho bác 1,7 triệu, còn tất cả xung quanh không bị gì cả, do mình bê thì mình va đúng góc này thôi, còn tất cả xung quanh không có cái gì hết, không có một chiếc gì hết, chưa, bình thường hết, đúng cái va đúng góc đấy thôi, chưa, va đúng cái góc đấy thôi. Bản test thì đã có rất là nhiều rồi, có 3 4 bản test cơ. Đấy. Bắt đầu lấy thì liên hệ với em Tuấn nhé. Mức giá thì đã báo rồi, mức giá đã báo rồi. Ailia T8103 đấy. Đây căng của em nó đây. Nói chung là vẫn còn đẹp xuất sắc lắm, quá đẹp luôn. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em. Con này đây, bác nhớ nhá. Về màng của nó thì em giới thiệu qua, không nhiều lúc bác chả thấy bảo giới thiệu gì. Con màng của nó đây, mà thì người gọi carbon, người gọi ke van hay cái gì đấy, cơn cao su, bát 20, trung đom nó tầm khoảng độ 18, 16, 18 gì, 16, tép đom, chưa. Kích thước chiều ngang của thùng ở phía dưới là 25, kích thước chiều cao là 1, 2,
chiều cao tầm gần 50, kích thước chiều sâu nó tầm 30, hơn 30 một chút, cái ai căng đấy, được chưa, hơn 30 một chút. Về cân nặng thì em chưa cân, nhưng mà so với những đôi loa bình thường, ví dụ có một đôi loa nào giống giống kích thước đôi loa này thì đôi này phải, nó phải nặng gấp đôi luôn, nó nặng gấp đôi luôn ạ. Chào các bác.